Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Công nhân vụ nổ nhà máy gỗ, lửa như quả cầu phục xa hàng chục mét. Chiều ngày 6 tháng 7, tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gỗ Hoàng Thông, khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, xảy ra vụ nổ khiến 9 công nhân bị thương nặng. Trong đó, anh Tăng Sô Pha, một trong những nạn nhân, đã cho biết chi tiết về khoảnh khắc kinh hoàng này. Anh Pha đứng bên cạnh hệ thống hút bụi trong xưởng, thấy khói nghi ngút và quyết định sử dụng vòi nước để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, lửa bất ngờ bùng phát mạnh mẽ, cháy quần áo và gây thương tích nghiêm trọng cho anh. Ngọn lửa bất ngờ phục ra làm cháy quần áo dính vào da tôi rất đau rát, anh Pha cho hay. Anh Pha đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, đã làm việc tại công ty Hoàng Thông được gần nửa năm với công việc chủ yếu là dọn dẹp xưởng và hút bụi mùn cưa. Hệ thống hút bụi mà anh sử dụng cao gần 20m, dài 13m và rộng 4,5m, nối với phòng chứa bụi lớn. Chiều ngày sự cố xảy ra, sau khi giờ nghỉ trưa, anh Pha bắt đầu làm việc dọn vệ sinh và đang trong quá trình sử dụng vòi nước để dập cháy, thì đột nhiên lửa bùng phát dữ dội, kèm theo âm thanh nổ lớn từ hệ thống bụi cưa. Có khả năng động cơ của máy hút bụi chập điện gây cháy lan xuống nhà chứa mùn cưa, anh Pha nói. Công nhân khác như anh Ngô Văn Ái, 33 tuổi, từ An Giang kể lại cảnh tượng đáng sợ khi đang hỗ trợ dập lửa cũng bị thương nặng. Anh Ái làm việc tại công ty gỗ hơn 3 năm, chạy tới khu vực lò hút bụi khi nghe có cháy và bị lửa phun ra từ bụi mùn cưa, lan ra cả chục mét, gây thương tích nghiêm trọng ở mặt và cổ. Tôi lấy vòi nước và hỗ trợ phụ cầm vòi phía sau, đang xịt nước vào để dập lửa, thì lửa theo bụi mùn cưa bốc ra ngoài cả chục mét khiến nhiều người không kịp tránh. Anh Ái nói, cho biết bản thân mình đứng cách xa hệ thống xử lý bụi hơn 10 mét cũng vẫn bị thương. Trong khi đó, anh Trần Phạm Thi, 26 tuổi, quê Quảng Bình, bị bỏng ở tay sau sự cố, vào làm ở công ty hơn 1 năm ở công đoạn cắt gỗ thành phẩm, bên cạnh lò hút bụi. Anh cho biết đây là lần đầu tiên thấy máy bị sự cố. Lúc phát hiện khói bên trong máy hút bụi, nhiều người dùng vòi xịt nước vào nhưng không hiệu quả. Lửa bùng ra trong diện tích rộng và xa, mọi người không kịp phản ứng, chỉ biết la hét vì sức nóng táp vào người, anh Thi nói. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, lúc 12 giờ 30 phút ngày 6 tháng 7, tại xưởng sản xuất của công ty gỗ Hoàng Thông xảy ra cháy. Lúc này, ở xưởng có 4 công nhân bảo trì máy móc, đã cùng hơn 20 người kéo vòi để bơm nước vào phía trên nóc bồn chứa mùn cưa dập cháy. Khoảng 10 giây sau, lửa phục mạnh ở phía dưới kèm tiếng nổ, gây thương tích cho nhiều người. Trong 9 nạn nhân, 4 người bỏng nặng trên 50% diện tích cơ thể, 3 người trong nhóm công nhân bảo trì. Được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, những công nhân còn lại bị bỏng vùng mặt, tay, chân đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Sự cố được cho là do động cơ của hệ thống hút bụi chập điện lan ra gây cháy lan từ phía dưới nhà chứa mùn cưa. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân cụ thể của vụ việc. Hiện các công nhân bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện trong và ngoài tỉnh. Danh tính 9 công nhân bị thương do tai nạn lao động tại Bình Dương. Chiều tối ngày 6 tháng 7, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã công bố danh tính 9 công nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động do nổ bồn chứa bụi tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gỗ Hoàng Thông, khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Danh sách các công nhân bị thương bao gồm Lê Văn Phi sinh năm 2003, Tăng Sô Pha sinh năm 1985, Giang Ngọc Quy sinh năm 1990, Nguyễn Văn Rô sinh năm 1979. Họ đều đã được chuyển tới các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh vì thương tích nặng. Các công nhân còn lại bao gồm Tống Từ Hải sinh năm 1984, Phan Huy Duy sinh năm 1984, Phan Hoàng Minh sinh năm 1988, Ngô Văn Ái sinh năm 1991 và Trần Phạm Thi sinh năm 1998 đang được điều trị tại Bệnh viện tỉnh Bình Dương. Hiện trường tai nạn, máy nghiền khiến 7 công nhân tử vong trong khuôn viên rộng lớn của nhà máy xi măng Yên Bái thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra vào trưa ngày 22 tháng 4. Tại đây, một máy nghiền xi măng khổng lồ có kích thước 7 mét chiều dài và 5 mét chiều cao, đặt ngang chứa hàng nghìn viên bi sắt nặng. Máy này được thiết kế với hai cửa lớn cho phép công nhân tiếp cận để sửa chữa, là trung tâm của vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Khu vực máy nghiền, nơi bao gồm một tổ hợp thiết bị nằm trên một bệ cao hơn mặt đất 1 mét, là điểm thấp nhất trong khu vực phức hợp các thiết bị chế biến xi măng, cao hàng chục mét. Ngay cạnh máy số 3,
ba máy nghiền khác lớn hơn được đặt lên cao khoảng 10 mét so với mặt đất. Vào thời điểm định mệnh đó, 10 công nhân của nhà máy đang thực hiện công tác bảo trì định kỳ cho chiếc máy nghiền số 3 này. Trong số đó, 3 người làm việc bên ngoài, phối hợp cùng 7 người khác ở bên trong để lắp đặt các tấm lát mới. Một cơn ác mộng bất ngờ ập đến khi máy bất ngờ hoạt động trở lại, làm rơi vãi hàng nghìn viên bi khắp nơi và cuốn theo sinh mạng của 7 công nhân đang làm việc bên trong. Hậu quả của việc đã để lại một cảnh tượng đau lòng tại hiện trường với việc sơ tán khẩn cấp và các nỗ lực cứu hộ. 3 công nhân khác đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái trong tình trạng bị thương nặng nhưng ổn định. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra nguyên nhân, đồng thời đặt ra câu hỏi về sự an toàn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp. Chính phủ và các cơ quan liên quan đã được kêu gọi rà soát kỹ lưỡng các quy định, tiêu chuẩn và quy trình trong khai thác và chế biến khoáng sản, đặc biệt là xi măng, để tránh tái diễn những sự cố tương tự trong tương lai. Khởi tố một nhân viên trong vụ tai nạn nhà máy xi măng Yên Bái khiến 10 người thương vong. Cập nhật diễn biến mới trong vụ tai nạn lao động gây hậu quả nghiêm trọng về người tại nhà máy xi măng Yên Bái. Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1980, là nhân viên của nhà máy xi măng về tội vi phạm quy định về an toàn lao động. Theo đó, tối ngày 23 tháng 4, Bộ Công an thông tin, căn cứ tài liệu chứng cứ điều tra thu thập được về tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy xi măng Yên Bái, chiều ngày 22 tháng 4 khiến 10 người thương vong. Trong tối cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn lao động. Người bị khởi tố bắt giam là Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1980, trú tại tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng, về tội vi phạm quy định về an toàn lao động. Quy định tại khoản 3, điều 295 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Trần Mạnh Hùng, cũng như những vi phạm của các cá nhân tổ chức có liên quan, để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Nỗi đau xé lòng của người thân những công nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái. Vào sáng tĩnh mịch của ngày 23 tháng 4, trong khi đám tang được tổ chức, sự đau thương và tiếng khóc của người thân vang vọng khắp không gian ở xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, nơi hai nạn nhân NVT, tên viết tắt sinh năm 1985, và NVT, tên viết tắt sinh năm 1991, cùng các nạn nhân khác đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái. Sự mất mát này đã để lại một khoảng trống to lớn trong lòng người thân và cộng đồng nơi đây. Trong nỗi buồn thắt lòng, ông Nông Văn Toàn, 43 tuổi, chú ruột của Thờ và T, không kìm được nước mắt khi nhắc lại. Thờ và T là hai anh em ruột, là trụ cột chính của gia đình. Thờ đã có vợ và hai con nhỏ, còn T vẫn còn độc thân, sống cùng bố mẹ. Cả hai đã làm việc ở nhà máy này được khoảng 8 năm. Tin tức về cái chết của họ khiến chúng tôi cảm thấy như không còn gì để mất, lòng đau đớn vô hạn. Gần đó, gia đình của nạn nhân MTH, tên viết tắt, cũng đang trong tang tóc. Ông Mai Văn Châu, 57 tuổi, chú ruột của H, chia sẻ với nét mặt đượm buồn. Khi nghe tin H tử vong, tôi gần như không tin nổi. Chân tay tôi run rẩy, lòng như bóp nghẹt. H vẫn chưa lập gia đình và đang sống cùng mẹ. Khi mẹ H nghe tin, bà đã không thể kìm nén nổi nỗi đau, ngã quỵ ngay tại chỗ. Nỗi đau của các gia đình này là biểu tượng cho sự mất mát to lớn mà cả cộng đồng đang phải chịu đựng. Mỗi câu chuyện lại như một nhát cắt vào trái tim của những người ở lại. 7 công nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đều là những trụ cột chính trong nhà. Trong vụ tai nạn thương tâm tại nhà máy xi măng Yên Bái, tất cả 7 công nhân đã thiệt mạng đều là những người đóng vai trò chủ chốt trong gia đình của họ, là nguồn hỗ trợ chính cho người thân trong nhà. Họ không chỉ mang gánh nặng kinh tế mà còn là chỗ dựa tinh thần cho gia đình. Vụ tai nạn không chỉ lấy đi sinh mạng của những người này mà còn để lại sự mất mát lớn cho những người thân yêu của họ, mất đi người chồng, người cha và người con yêu quý. Tang lễ của Phạm Xuân Trường được tổ chức vào ngày 23 tháng 4 ở làng nhỏ của ông tại Yên Bình, tỉnh Yên Bái, nơi ông và vợ đã từng khởi nghiệp trên mảnh đất gian khó này. Cuộc sống của họ không hề dễ dàng, luôn đầy ắp những khó khăn kinh tế và áp lực nuôi dưỡng hai con đang trong độ tuổi đi học cùng người cha già. Mặc dù vậy, gia đình họ vẫn luôn tràn ngập tiếng cười cho đến khi bi kịch ập đến không báo trước.
Sự việc xảy ra vào ngày 22 tháng 4 khi anh Trường và các đồng nghiệp bắt đầu ca làm việc như bình thường. Trong quá trình bảo trì máy móc, một sự cố không mong muốn đã xảy ra khiến máy nghiền bất ngờ hoạt động trở lại, gây ra cái chết bi thảm cho 7 người trong lúc họ đang làm việc bên trong. Cảnh tang thương cũng hiện diện tại nhà của hai anh em Nông Văn Toản và Nông Văn Thuật, cũng như gia đình của Mai Thiên Hoàng, những người cũng là nạn nhân trong cùng một vụ tai nạn. Người thân của họ không giấu được nỗi đau khi họ phải đối mặt với sự mất mát khủng khiếp này, để lại những khoảng trống không thể lấp đầy trong gia đình họ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!